xin kính chào anh chị từ cổ chí kim người ta thấy rằng nơi đâu có con người là nơi đó sẽ xuất hiện sự xung đột xuất hiện sự mâu thuẫn vậy thì ta phải giải quyết cái xung đột đó đấy gọi là giải quyết vấn đề và trong doanh nghiệp của tôi cũng như của anh chị chúng ta đều có khách hàng và có những lúc chúng ta sẽ bị khách hàng khiếu nại chúng ta sẽ tạo ra những cái sản phẩm không phù hợp gây ra những cái còm len của khách hàng đó là một cái điều rất 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 thường tình đúng không các bạn đúng không? vì vậy các anh chị chú ý rằng ai trong chúng ta đều có thể gây ra những cái sự không phù hợp đều có thể gây ra những cái khiếu nại từ khách hàng do đó một trong những nhiệm vụ rất quan trọng là chúng ta phải có cái kỹ năng giải quyết vấn đề vậy thì tôi hỏi anh chị rằng khi nào thì chúng ta không gây ra sai hỏng thưa các bạn khi và chỉ khi chúng ta ở rất cao ở cái vị trí rất cao cao và trước mặt có một cái nải chuối và có con gà khỏa thân thì chúng ta không bao giờ làm sai nữa đấy các bạn do đó một lần nữa tôi xin nhắc lại cái việc không phù hợp là chuyện rất thường tình nhưng cái chuyện bất bình thường là có một cái sự không phù hợp có một cái sự sai hỏng là cứ tái đi tái lại lập đi lập lại đó là cái sự rất bất bình thường vì vậy chúng ta cần phải tập trung vô kỹ năng giải quyết vấn đề và khi nói tới cái giải quyết vấn đề thì điều thứ nhất chúng ta cần phải giải quyết giảm nhẹ ngay các cái hậu quả tiêu cực mà cái triệu chứng đã được bị gây ra chị tôi xin nhắc lại giảm nhẹ ngay các cái hậu quả tiêu cực gây ra thứ hai là chúng ta sau đó tìm nguyên nhân chính tại sao cái vấn đề đó cái hậu quả cái triệu chứng đó xảy ra tìm ra được nguyên nhân chính ta đưa ra giải pháp để chúng ta cải tiến sao cho cái triệu chứng đó cái hậu quả đó không tái diễn đấy các bạn tôi nói ví dụ hôm nay các bạn bị khách hàng khiếu nại về cái sản phẩm không đạt yêu cầu người ta trả lại do đó các bạn cần phải nhanh chóng đền lại cho người ta một cái sản phẩm đạt yêu cầu đấy là chúng ta giảm nhẹ cái tiêu cực của cái hậu quả đấy gọi là giải quyết đã giảm nhẹ cái triệu chứng sau đó các bạn phân tích nguyên nhân một hồi các bạn tìm ra được a thì ra ở cái công đoạn a là người ta đã kiểm soát cái thông số a b c là sai tiêu chuẩn thế là chúng ta đưa ra cái giải pháp để không bao giờ gây ra cái việc kiểm soát cái thông số đó bị sai nữa thế là cái chất lượng sản phẩm đầu ra nó không bị hỏng tức là không tái diễn đấy các bạn và một cái trình độ cao hơn nữa là các bạn có thể phân tích những sự không vừa hợp hiện nay chưa xảy ra nhưng trong tương lai gần nó có thể khả năng xảy ra trong cái bối cảnh này trong tương lai gần nó có khả năng xảy ra thế là các bạn biết tìm ra cái nguyên nhân tiềm ẩn chính yếu của nó và ta đưa ra cái biện pháp để làm cho cái sự không phù hợp tiềm ẩn đó không có cơ hội xuất hiện đấy thuộc loại giải quyết vấn đề. Vậy nói chung giải quyết vấn đề thứ nhất là chúng ta phải giảm nhẹ cái triệu chứng hậu quả tiêu cực đã xảy ra. Thứ hai, chúng ta tìm nó nguyên trình chính, chính để cải tiến sao cho cái hậu quả đó không tái diễn. Và cái trình độ cao hơn là chúng ta phân tích những cái sự không hợp tiềm ẩn và chúng ta làm cho nó không có cơ hội xuất hiện. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.